Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc, một người phụ nữ ở Hà Nội mất tích 2 tuần. Chiều 12 tháng 3, chồng là anh Bùi Văn Quảng đã cho biết vợ anh đã trở về Bình An, hiện ở nhà ngoại để ổn định tâm lý. Theo anh Bùi Văn Quảng ngày 10 tháng 3, vợ anh có nhắn tin cho chị gái của vợ đến một điểm ở trung tâm Hà Nội để đón về. Sau khi trở về nhà, anh Quảng cho biết do tâm lý của vợ chưa ổn định, ngại tiếp xúc nên đang ở bên ngoài tạm thời chưa đi làm lại. Trước đó, công an huyện Ba Vì Hà Nội phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1985 ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, đi khỏi nhà từ chiều 28 tháng 2. Thời điểm đó anh Quảng chia sẻ, vợ tôi mất tích và cũng xóa dấu vết, không gọi được nhưng vẫn sử dụng điện thoại và có nhắn qua Zalo cho con gái là không phải tìm mẹ nữa. Được biết khoảng một tháng trước khi mất tích, vợ anh Quảng có dấu hiệu trầm tư nên đi lễ chùa để được tĩnh tâm. Tuy nhiên sau đó vẫn ngại tiếp xúc với người ngoài, ai nói đến bản thân là buồn, mặc dù trước đó tính tình vợ anh rất sôi nổi hòa nhã cùng mọi người. Ngoài ra, anh Quảng cũng chia sẻ, sau khi rời khỏi nhà, vợ tôi có nhắn tin cho con căn dặn bảo con gái đầu chăm sóc các em. Thi thoảng lại nhắn cho con gái là mẹ ở nơi rất xa, không trở về nữa. Khi gia đình chưa đăng thông tin tìm kiếm, vợ tôi đã nhắn với con gái, mẹ đang ở nơi đất khách quê người rồi. Còn sau khi đăng thông tin tìm kiếm, vợ tôi lại nhắn về cho con gái qua Zalo rằng, mẹ đang ở nơi rất xa, không phải tìm nữa, mẹ không bị lừa đâu tuy nhiên thời điểm đó anh quảng nghi ngờ có thể vợ đang bị ai đó khống chế vì tin nhắn chỉ đầu bên kia nhắn đi không cho nhắn lại và thường xuyên xóa dấu vết nhắn xong lại xóa bỏ